môn này nhá, là nó sẽ có 3 phần. Thứ nhất là mô tả được triệu chứng cơ năng thực thể, thứ hai là trình bày cơ chế và nguyên nhân của các triệu chứng, thứ ba là các hội chứng thường gặp trong hô hấp đó. Thì cái này nó sẽ liên quan tới cái phần mà mình sẽ tóm tắt bệnh án á, cái đó là mình học để mà mình tóm tắt bệnh án trong bài các hội chứng hô hấp á. Thì về triệu chứng cơ năng hô hấp đó thì nó sẽ có 5 phần ha. Thì bệnh nhân hô hấp người ta sẽ đến khám với mình, ta sẽ khai một số triệu chứng như là ho nè, ho ra máu nè, khó thở, đau ngực và tím tái. Thì triệu chứng đầu tiên là ho ha. Ho thì có thể là do cơ học, ví dụ như chất kích thích, ví dụ như là tiêu hoặc là những cái chất cay rồi đó, thì người ta gọi đó là những cái chất kích thích. Hoặc là những bệnh nhân mà sau những cái bệnh lý, ví dụ như là di chứng lao rồi đó, thì đường thở người ta sẽ bị xóa lại, thì cũng dễ gây là ho sau những cái di chứng đó. Hoặc là do những cái yếu tố nhiễm trùng như là viêm phổi hoặc là giãn phế quản, hoặc là bản thân bệnh nhân không có vấn đề gì thực thể hết, nghĩa là người ta không có mắc bệnh gì hết, nhưng mà người ta đang lo lắng hoặc stress gì đó, thì người ta biểu hiện bằng cách là người ta cứ cảm thấy người ta cứ phải ho ho liên tục. Nhưng mà thật sự là khi mình khám mình loại trừ hết nguyên nhân thì có thể là bị ho do tâm lý thôi. Thì cái này mình học ha, thì trong cái bài này là bài triệu chứng học á, thì giờ mình sẽ học là những cái chất gì mà nó kích thích từ ngoài vô thì người ta gọi là nó sẽ là chất kích thích, nó sẽ đi theo dây thần kinh hướng tâm rồi đến trung tâm mà trong cơ thể mình nó xử lý, xong nó sẽ ra ngoài bằng dây thần kinh ly tâm và biểu hiện thành các triệu chứng lâm sàng. Thì này mấy bạn học cho chị ha. Thứ nhất là dây thần kinh hướng tâm của cơ chế ho là thần kinh phế vị, thần kinh mũi và thần kinh hoành. Dây thần kinh ly tâm là dây thần kinh đối giao cảm và thần kinh vận động. Thì nó sẽ chi phối ra ba cái cơ để gây ho. Thứ nhất là cơ cơ thẳng bụng ha, rồi cơ liên sườn ha, và cơ hoành. Thì ví dụ như trong cái đề thi người ta sẽ hỏi mình là dây thần kinh hướng tâm gây cơ chế ho là gì, thì mình phải biết ha. Như dây thần kinh hoành, dây thần kinh phế vị ha. Rồi hỏi những cái cơ nào mà nó sẽ chi phối cho các hoạt động ho thì mình cũng phải biết là cơ liên sườn, cơ hoành và cơ thẳng bụng. Vậy thì bất kỳ một cái tổn thương nào của cái trên cái những cái chỗ này, ví dụ như là bệnh nhân này nó bị chấn thương cơ hoành, làm tổn thương cơ hoành, hoặc là người ta phẫu thuật ngay vùng bụng á, ví dụ như là phẫu thuật ngay cơ thẳng bụng hoặc là cơ hoành gì đó, thì nó sẽ làm cho giới hạn cái hoạt động của những cái cơ này, thì cuối cùng là bệnh nhân nó không có thể ho được, thì người ta sẽ rất là dễ bị những cái vấn đề về nhiễm trùng hô hấp. Này, phân loại ho thì người ta sẽ coi bệnh nhân là ho khan hay ho có đàm, rồi thường xuất hiện vào buổi sáng hay buổi tối. Ví dụ như một cái trường hợp ho mà người ta nói là người ta thường xuất hiện ho mà cái trời lạnh á, gần sáng, kèm theo người ta có yếu tố dị ứng, thì mình sẽ nghĩ nhiều tới ho mà cái dạng hen. Còn nếu ho mà người ta nói là buổi tối mà thường đó là đầu hôm người ta rồi nằm xuống là người ta ho, rồi khi mà người ta kèm theo những cái bệnh lý về dạ dày thì nó có khả năng là trào ngược. Thì dựa vào cái mốc thời gian để người ta phân ho, ví dụ như từ 3 tuần, mốc thứ hai là 8 tuần, dưới 3 tuần thì người ta ho cấp tính, từ 3 tới 8 tuần là ho kéo dài, và trên 8 tuần là ho mãn tính. Vậy thì mình sẽ thấy là nếu một người bệnh nhân người ta vô với mình đó, người ta sẽ khai rất là chung chung, người ta nói tôi ho lâu lắm rồi, mình hỏi ra là ho bao lâu, đã nói là người ta ho 2 tuần rồi, thì 2 tuần vẫn là ho cấp tính. Do đó là khi mà mình phân loại thời gian ho nó sẽ quyết định tới cái nguyên nhân á. Ví dụ như người ta này chỉ ho cấp tính thôi thì mình sẽ phân vào là có thể là viêm khí phế quản, viêm phổi hoặc là viêm phế quản. Nhưng một cái ca mà người ta ho mãn tính thì mình phải coi coi có những nguyên nhân như giãn phế quản, lao phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không. Thì COPD là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nha. Sau khi mà mình loại trừ những nguyên nhân ho, mình không có tìm thấy nguyên nhân gì hết, thì mình phải kiểm tra những cái thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng, đặc biệt là thuốc ức chế liên chuyển. Thì mình sẽ thấy là bệnh nhân này thuốc ức chế liên chuyển là dùng cho những cái bệnh nhân mà bị tăng huyết áp. Thì khi người ta kiểm soát huyết áp bằng những cái thuốc này thì tác dụng phụ của nó là gây ho. Thì nếu như bệnh nhân có uống thuốc này mà bị ho thì mình ngưng thuốc thì bệnh nhân sẽ hết ho. Thì chị sẽ gửi lên cái group chat của mình những cái nhóm thuốc mà nó
nó gây ho ha, để mà mình biết ha. Ví dụ như mình sẽ thấy là những cái thuốc mà nó tận cùng bằng cái nhóm mà INL, ví dụ như là Captopril nè, hoặc là Lisinopril nè, hoặc là Benadryl nè. Thì khi mà mình đi thi á, dĩ nhiên người ta sẽ không có hỏi là thuốc nào gây ho, người ta cho mình thuốc ức chế men chuyển, mà người ta sẽ cho mình là ví dụ như một số cái tên thuốc, người ta hỏi là tác dụng phụ những cái thuốc nào sau đây thì sẽ gây ho ha. Thì mình phải biết mình chọn cái thuốc đó, thì mình tra thêm ở trên mạng coi những cái thuốc nào là những cái nhóm thuốc nằm trong cái nhóm thuốc ức chế men chuyển. Cái triệu chứng học thứ hai là ho ra máu ha. Thì ho ra máu thì người ta sẽ phân biệt với ói ra máu. Thì ho ra máu là bệnh lý ở đường hô hấp, ói ra máu là bệnh lý ở đường tiêu hóa. Nhưng mà về mặt lâm sàng á, là khi bệnh nhân người ta không có, nhiều khi người ta không có chủ động được cái vấn đề là người ta ho ra máu hay là ói ra máu. Do đó là người ta sẽ nói chung chung với mình là tôi ọc ra máu, hoặc là tôi, người ta nói là người ta nôn ra máu, nhưng mà chưa chắc cái đó là máu từ đường tiêu hóa, do đó mình phải xác định lại là máu này là từ đường nào. Vậy thì mình sẽ thấy là máu trong đường hô hấp á, thì hô hấp là cái gì mà rơi vô phổi là người ta sẽ cố gắng ho để mà tống ra. Do đó máu từ đường hô hấp thì thường là nó sẽ không có trữ lại, do đó thường là máu đỏ tươi. Nhưng mà trong đường tiêu hóa, dạ dày mình nó có khả năng dự trữ thức ăn á, do đó là máu trong đường tiêu hóa có thể là máu sẫm hoặc là máu đỏ cục. Nếu mà bệnh nhân mà ho ra máu thì máu đó thường là chỉ lẫn đạm bọt thôi, còn nếu ói ra máu thì người ta sẽ có thể lẫn vào trong thức ăn ha. Còn những vấn đề ví dụ như là pH kiềm hoặc là có đại thực bào phế nang hay không đó, thì người ta phải lấy mẫu máu đi xét nghiệm. Mà về mặt lâm sàng, thực sự là ho ra máu nó rất là cấp tính, do đó là thường cái việc mà lấy máu đi, máu mà bệnh nhân ho ra hoặc ói ra lấy xét nghiệm thì thường rất là ít. Thì mình phải dựa vào bệnh sử của một số bệnh nhân để mà coi cái này là ho ra máu hay ói ra máu ha. Ví dụ như những bệnh lý hô hấp mà gây ho ra máu á, thì mình sẽ thấy là ví dụ như có ung thư phế quản phổi nè, hoặc là bệnh nhân bị lao phổi nè, hoặc là bệnh nhân bị giãn phế quản nè, là ba cái bệnh lý hô hấp mà thường gây ho ra máu nhất. Ngoài ra ví dụ như sẽ có những cái bệnh lý khác, thuyên tắc phổi là nấm phổi nào vân vân, thì nó cũng gây ho ra máu ha. Còn bệnh lý mà đường tiêu hóa mà gây ho ra máu, gây ói ra máu á, thì thường người ta sẽ có là loét dạ dày tá tràng nè, hoặc là có giãn tĩnh mạch thực quản. Về cơ chế ho ra máu á, thì cái này mình học cho chị ha. Thứ nhất đó, là có bốn cái cơ chế gây ho ra máu: do loét vỡ mạch máu, do tăng áp lực mạch máu, tổn thương màng phế nang mô mạch, và do những cái nguyên nhân ví dụ như là rối loạn đông máu. Thì mình thấy rối loạn đông máu là thường ví dụ như bệnh nhân giảm tiểu cầu nặng nè, hoặc là những bệnh nhân mà bị bệnh về huyết học, bị như hemophilia rồi đó, những bệnh nhân đó thì yếu tố đông máu người ta rối loạn rất là nhiều, do đó là nó có thể xuất huyết rất là nhiều chỗ, trong đó bao gồm cả đường hô hấp ha. Còn những cái bệnh lý mà ví dụ như ung thư thì thường cơ chế của nó là do loét vỡ mạch máu, tăng áp lực mạch máu thì thường là do ở những cái bệnh nhân mà bị phù phổi cấp siêu tim á. Còn tổn thương màng phế nang mô mạch thì thường gặp ở những bệnh nhân mà bị những cái trường hợp nhiễm trùng cấp tính siêu hấp rất là nặng ở người, ở bệnh nhân. Ví dụ như mình sẽ thấy những cái trường hợp mà người ta bị ngộ độc á, ngộ độc do hít khí. Ví dụ như hồi năm rồi á, là ở Cần Thơ mình có một cái trường hợp mà bệnh nhân, người ta làm trong cái nhà máy rồi nó vỡ cái bình khí CO2 á, mọi người vừa chạy ra thì có hai cái bệnh nhân mà người ta bị kẹt lại trong đó. Thì những bệnh nhân đó khi mà đưa vào trong bệnh viện đó, thì chụp cái phim lên là nó tổn thương lan tỏa hai cái phổi luôn, người ta gọi đó là ARDS á.
nguyên nhân của cái ARDS này là nó sẽ dẫn đến là tổn thương màng cái nhang mô mạch. Và khi nó tổn thương màng cái nhang mô mạch vậy thì bệnh nhân sẽ ho ra máu. Thì cái phần này mình phải học được là, ví dụ như người ta hỏi là ung thư phổi thì cơ chế ho ra máu là gì, người ta sẽ cho mình bốn cái này nè, thì mình phải chọn vào nó là cái gì. Rồi về nguyên nhân ho ra máu thì người ta sẽ dựa vào cái cấu, ngoài những cái cơ chế thì người chia vào giải phẫu, người ta sẽ có những nguyên nhân, ví dụ như là khí phế quản thì có u phổi, giãn phế quản, dị vật thì cũng gây ho ra máu ha. Mạch máu thì tim tắc phổi hoặc là tăng áp lực động mạch phổi cũng gây ho ra máu. Về mức độ ho ra máu thì mấy bạn dựa vào, thứ nhất là có rất là nhiều tài liệu, có tài liệu thì người ta sẽ chia làm 24 giờ. Tuy nhiên có những trường hợp mà bệnh nhân nhập viện với mình á thì chưa có tới 24 giờ, bệnh nhân mới ho máu một lần là bệnh nhân nhập viện. Do đó là chị mới chọn cái tài liệu là lấy mức độ ho ra máu một lần để mà làm tiêu chí chẩn đoán nha. Thì mình thấy là nếu bệnh nhân của mình mà ho một lần mà dưới 50 ml thì người ta gọi là ho ra máu mức độ nhẹ. Từ 50 tới dưới 200 ml thì là mức độ trung bình, còn lớn hơn 200 ml là mức độ nặng. Hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân không có cần biết là bệnh nhân ho ra máu bao nhiêu, mà bệnh nhân có lớn hơn 600 ml trong vòng 48 giờ, hoặc là siêu hấp, hoặc kèm theo là hoặc là trĩ tim mạch, là người ta sẽ xếp vào là ho ra máu mức độ nặng. Thì định nghĩa trĩ tim mạch mình nhớ nha, trĩ tim mạch nó sẽ đồng nghĩa với cái việc là mạch bằng không, huyết áp bằng không, chứ không phải là huyết áp giảm nha. Cho nên ví dụ như người ta cho mình một cái đi thi thì người ta sẽ cho mình một cái case lâm sàng để mà mình tóm tắt là bệnh nhân này là ho ra máu mức độ gì. Ví dụ như người ta cho mình một bệnh nhân nam 60 tuổi vào viện vì ho ra máu, thì ta thấy là trong một lần ho ra máu của bệnh nhân á, thì bệnh nhân ho khoảng một bệnh nhân này mới vừa ho ra máu 2 lần thì nhập viện. Mỗi lần ho của bệnh nhân á thì khoảng chừng 100 ml máu thôi. Dấu hiệu sinh tồn á, điều dưỡng ghi nhận khi mà bệnh nhân nhập viện á là mạch 80 lần trên phút, huyết áp là 120 trên 60 mm thủy ngân ha, SpO2 của bệnh nhân á là 92%. Trên bệnh nhân này là thở khí phòng. Thì cái đề vậy đó, người ta sẽ hỏi mình là bệnh nhân này là ho ra máu độ gì. Thì bây giờ mấy bạn phân độ thứ hai, nếu mà một bệnh nhân bị trường hợp đó thì người ta sẽ ho ra máu độ gì. Rồi thì mình thấy nè, bây giờ bệnh nhân này á, đầu tiên là mình phải dựa vào lượng máu mất ha. Thứ nhất là giờ dựa vào lượng máu mất thì bệnh nhân này là ho 100 ml trên một lần, dấu hiệu sinh tồn. Nhưng mà mình phải nhìn qua, ta ho 2 lần người ta nhập viện chưa tới 48 giờ, vậy đó mình phải loại trừ cái tiêu chí là 600 ml trong vòng 48 giờ. Bệnh nhân này huyết áp 120 trên 60 ml thủy ngân, có nghĩa là bệnh nhân này không có trị tim mạch. Bệnh nhân này SpO2 92% khí phòng, nghĩa là không siêu hấp. Do đó bệnh nhân này mình chỉ phân mức độ ho ra máu dựa vào số ml máu, như đó nó là mức độ trung bình. Vậy thì trong cái này mình phải học nè, định nghĩa đầu tiên là trị tim mạch, định nghĩa thứ hai là siêu hấp ha. Thì người ta gọi là siêu hấp khi bệnh nhân đó người ta có SpO2 trên 90%, lớn hơn bằng 90% khí phòng. Còn tất cả những trường hợp bệnh nhân bất kể là SpO2 bao nhiêu mà được hỗ trợ oxy thì nó cũng là suy hô hấp. Bây giờ bệnh nhân này nếu mà người ta cho mình một trường hợp y chang vậy luôn, cũng là ho ra máu nha,
hai lần 100 ml máu trên lần dấu hiệu sinh tồn mạch 80, huyết áp 120/60, SpO2 bệnh nhân này vẫn là 92%. Nhưng mà trên nền bệnh nhân được phải hỗ trợ oxy mũi 2 lít trên phút. Vậy thì bệnh nhân này mình phải phân mức độ ho ra máu lại là mức độ gì? Bây giờ bệnh nhân này 90% mà trên thở oxy, có nghĩa là cái ca này là có siêu hấp. Do đó khi mình phân bản mức độ thì lúc này mình phải cộng theo tiêu chí siêu hấp là siêu ho ra máu mức độ nặng nha. Rồi giờ cho mình một cái tình huống nữa để đi thi mình làm ha. Dẫn như một bệnh nhân nữ 28 tuổi vào viện vì ho ra máu. Bệnh nhân này ho ra máu một lần 50 ml là bệnh nhân nhập viện liền. Thì khi vào viện thì nhập ở cấp cứu thì người ta đo bệnh nhân là huyết áp là 80/50 mmHg. Mạch bệnh nhân này là 112 lần trên phút. Bệnh nhân này là phải thở oxy mask 10 lít trên phút. Rồi, thì bệnh nhân này là ho ra máu mức độ gì? Và dựa vào tiêu chí nào để mà nói bệnh nhân này là phong độ mức độ ho ra máu vậy? Rồi đúng rồi ha, ca này là ho ra máu mức độ nặng do bệnh nhân có kèm siêu hấp. Còn cái tiêu chí 600 ml trên vòng 48 giờ là không có phù hợp ha. Và trị tim mạch thì không có, tại vì bệnh nhân này là mạch là vẫn còn và huyết áp vẫn còn, mặc dù huyết áp kẹp. Đây, mình qua cái triệu chứng thứ ba ha, là khó thở ha. Thì khó thở người ta định nghĩa là trạng thái hụt hơi, thở nhanh hay không thể hít sâu. Thì mình thấy là cái vấn đề này không có gì mà để định nghĩa hết. Tuy nhiên khi mà mình đi lâm sàng á, bệnh nhân của mình người ta sẽ không có nói với mình là tôi bị khó thở, mà người ta sẽ khai với mình là tôi nhập viện vì tôi mệt. Thì mình tuyệt đối ha, mình không được ghi cái từ mệt vào trong cái bệnh án. Tại vì cái triệu chứng mệt rồi rất là chung chung, do đó mình phải hỏi kỹ. Bác có mắc mệt rồi bác làm sao bác khó thở, bác thở bị hụt hơi, hay là bác cảm thấy mình thở nhanh, hay là bác đau ngực, mình ghi cụ thể cái vô luôn. Ví dụ như bệnh nhân cảm thấy khó thở, bệnh nhân nhập viện thì mình ghi vô, chứ không có được ghi từ mệt ha. Này, như hồi nãy mình nói ngay ban đầu á, là mình phải dựa vào khi mình học về cơ chế, mình phải biết những yếu tố nào là yếu tố kích thích gây nên triệu chứng, thì theo dây những cái yếu tố thần kinh hướng tâm nào để đến trung tâm mà nó xử trí trong cơ thể mình ha. Thì mình thấy về cơ chế khó thở á, thì hướng tâm là những cái mũi tên mà đi lên đây nè. Thì mình sẽ thấy là do thành ngực nè, do cơ nè, và do đường hô hấp, là ba những yếu tố mà nó là yếu tố hướng tâm và kích thích gây cái cơ chế khó thở. Ví dụ như ngay thành ngực thì bệnh nhân mình bị gãy xương sườn nè, bị tổn thương những cái cơ liên sườn nè, bệnh nhân của mình bị chấn thương nè, bị tràn dịch màng phổi nè, tràn khí màng phổi, bệnh nhân mình có dị vật đường thở, có viêm phổi, thì tất cả những yếu tố đó mới là hướng tâm gây nên cơ chế khó thở. Vậy thì trung tâm hô hấp nó sẽ nằm ở hai phần. Thì thứ nhất là nó nằm ở vỏ não, và thứ hai là nó nằm ở phần hành não. Do đó nếu mà tổn thương một trong hai phần này thì bệnh nhân sẽ gây khó thở. Dù ví dụ như bệnh nhân về mặt kích thích á, nó không có cái vấn đề gì của bệnh lý hô hấp hết, bệnh nhân không tràn dịch, không tràn khí, không viêm phổi, không có dị vật đường thở, nhưng mà mình thấy bệnh nhân tai biến, người ta vẫn bị khó thở, người ta vẫn thở oxy, thì cái cơ chế của nó là do tổn thương hay cái vùng não ha. Đặc biệt mình nhớ là vùng vỏ não và vùng hành não ha. Ly tâm của cơ chế khó thở thì mình sẽ thấy nó gồm có hai phần, thứ nhất là ở đường hô hấp và thứ hai là ở cơ hấp. Do đó có một cái bệnh lý mà mình thấy bệnh nhân vào viện không có vấn đề gì của bệnh lý hô hấp, không viêm phổi, không tràn dịch, không tràn khí, tri giác thì tỉnh táo bình thường, não bộ bình thường, nhưng bệnh nhân này khó thở nặng, thì mình sẽ thấy là vậy thì mình phải coi coi những cái thành phần ở trên đường hô hấp nó có bị bất thường gì không. Đặc biệt là cơ hấp thì nó có một bệnh lý người ta gọi là bệnh lý nhược cơ ha. Thì bệnh lý này là bệnh nhân nó không có vấn đề tổn thương gì hết, nó chỉ yếu cái cơ hấp thôi, mà khi yếu cơ hấp mà bệnh nhân sẽ không thở được.
Thế đó khi mình vô một cái trường hợp mà mình sau này mình đi làm đó, mình gặp một trường hợp mà bệnh nhân mình thấy mình vô gì một cái tình trạng khó thở mà mình khám hết bình thường hết, chụp xét nghiệm đồ bình thường hết, thì mình phải lưu ý cái bệnh lý này ha. Mình hỏi bệnh nhân coi bệnh nhân có bệnh lý gì khác không, vì thường á người ta sẽ không có trả lời cho mình là người ta bị bệnh lý nhược cơ. Tại bản thân những một số bệnh nhân người ta không có biết cái bệnh của người ta, ta sẽ lời chung chung cho mình là tôi bị bệnh lý tâm thần kinh. Thì mình nhớ mình phải có hồ sơ hoặc là mình hỏi kỹ lại cái dùng thuốc của người ta coi có phải là nhược cơ không. Rồi cái bảng này mấy bạn học thuộc ha, để mà ngỡ mình đi thi ha. Ví dụ như cơ chế khó thở thì những thụ thể nào là hướng tâm, những thụ thể nào là ly tâm. Ví dụ như hướng tâm thì có phổi, có thành ngực, có thân não, có thụ thể hóa học, còn ly tâm thì có cơ hấp và đường hô hấp đó. Rồi, về nguyên nhân khó thở thì người ta chia khó thở làm hai phần, thứ nhất là nguyên nhân cấp tính và thứ hai là nguyên nhân mãn tính. Thì mình sẽ thấy là cấp tính thì ở đây có ba cái bệnh lý mà chị tô màu đỏ nè, là hen phế quản, tràn khí màng phổi, thuyên tắc phổi là xếp vào cấp tính. Nhưng mãn tính là hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tràn dịch màng phổi, nhồi máu phổi. Thì mình thấy hen phế quản tại sao vừa là cấp tính vừa là mãn tính ha. Thì hen phế quản và COPD đều là những cái bệnh lý viêm mạn tính đường hô hấp. Nhưng mà hen phế quản là có phục hồi, còn COPD là không có phục hồi. Phục hồi là gì? Có nghĩa là nếu mà một bệnh nhân bị hen, người ta nhập viện, người ta vào vì một cái đợt cấp cơn hen phế quản, mình điều trị xong, bệnh nhân xuất viện, bệnh nhân khỏe bình thường, chức năng hô hấp hoàn toàn bình thường, hay như là người khỏe mạnh vậy đó. Nghĩa là người ta sẽ phục hồi về cái mức bình thường. Còn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là chức năng hô hấp của người ta vào đợt cấp, mình điều trị ổn, mình cho xuất viện, thì chức năng hô hấp bệnh nhân, bản thân bệnh nhân đó là nó đã giảm này, nên đó nó không thể nào mà phục hồi lại bình thường nữa. Rồi về tràn khí màng phổi và tràn dịch màng phổi ha, thì mình nhớ một cái chị mở cái file không. Thì mình thấy là tràn dịch hay là tràn khí màng phổi á, là trường hợp mà có khí hoặc là có dịch ở trong cái khoang màng phổi. Ví dụ như cái hình này là có dịch trong khoang màng phổi, hình này là có khí trong khoang màng phổi. Thì mình sẽ thấy cái điều bất thường là gì? Là khi mà bệnh nhân á, mà người ta tràn dịch, kiểu như người ta viêm màng phổi gì đó, người ta gây tràn dịch đi, thì nó sẽ tăng từ từ lên. Còn khí, tràn khí màng phổi giống như gãy xương sườn đi, đâm cái dị vật gì đó nó vô, nó thủng cái màng phổi, vậy thì khí nó sẽ ra vô liên tục. Vậy thì khi mình hít thở, mỗi lần mình hít thở là khí cứ chạy vô, thì trung bình là một phút mình sẽ hít thở 16 tới 20 lần. Do đó là khí màng phổi nó sẽ vô phổi rất là nhanh, do đó bệnh nhân sẽ suy hô hấp cấp tính. Tràn dịch màng phổi nó sẽ không có liên quan đến nhịp thở, nghĩa là khi mình hít vào mình thở ra, thì khi mình hít vào thở ra cái chu kỳ hô hấp nó không có liên quan tới cái việc mà dịch nó sẽ tăng lên. Thì đó tràn khí màng phổi thì bệnh lý nó rất là cấp tính, tràn dịch màng phổi thì nó âm ỉ kéo dài ha. Do đó mình thấy những cái bệnh nhân mà ví dụ như người ta vào viện thì người ta nói với mình là tôi bị đau ngực, mà mình hỏi cái bệnh sử mà ta nói với mình là tôi đau khoảng, tự nhiên tôi ở nhà tôi đang đi chơi đá banh, vừa đá xong tôi lên cơn đau ngực khó thở quá tôi nhập viện luôn. Thì với một cái bệnh sử vậy thì cái đầu tiên mình phải nghĩ tới là tràn khí màng phổi. Còn tràn dịch màng phổi, người ta mình hỏi cái bệnh sử người sẽ trả lời mình là 2 tuần trước tôi bắt đầu bị đau cái ngực bên trái,
tôi đau ở đó tích hết. Xong cái tới mấy ngày nay tôi đau nhiều hơn, tôi cảm thấy khó chịu quá nên đó tôi nhập viện. Thì với cái bệnh sẩn vậy thì phần lớn là nếu mà do bệnh lý màng phổi thì thường nó sẽ rơi vào tràn dịch màng phổi nhiều hơn. Đây. Còn thuyên tắc phổi có nghĩa là có huyết khối trong động mạch phổi, còn nhồi máu phổi có nghĩa là cái này huyết khối nó đã làm nó tắc hơn đó luôn, nó làm xẹp một cái thùy phổi, do đó là nó sẽ làm mất luôn cái thùy phổi đó, do đó là thuyên tắc phổi là nó cấp tính, còn mà nhồi máu phổi thì nó cần phải có thời gian. Và những cái bệnh lý xét nó gây cấp tính ví dụ như là ARDS nè, thuyên phổi nè, rối loạn chức năng dây thanh, còn mãn tính ví dụ như hẹp khí quản sau đặt nội khí quản. Ngay khi mình muốn đánh giá một trường hợp khó thở, mình phải dựa vào tần số, biên độ, mức độ và thời hô hấp. Thì tần số mình nhớ ha, tần số hô hấp bình thường là 16 tới 20 lần trên phút, gọi là thở chậm chỉ dưới 12 lần trên phút, và thở nhanh là trên 20 lần trên phút. Thì cái tài liệu này là tài liệu của WHO, tuy nhiên là mình sẽ thấy là lớn hơn 20 lần trên phút về mặt lâm sàng là nó cũng không có phù hợp lắm. Tại vì có những bệnh nhân người ta sẽ thở từ 21 tới 22, thì trong những cái nghiên cứu người ta lấy cái mốc là 24. Nhưng mà về mặt lý thuyết mình học thôi, mình nhớ ha, mình học theo tiêu chuẩn của WHO là 20 lần trên phút. Rồi, cái này là bảng phân mức độ theo khó thở mãn tính. Nó sẽ có 5 mức độ từ 0 tới 4 ha. Thì mình coi lại cái tài liệu của mình, có một số cái sách cũ á, ta sẽ ghi là từ một số giáo trình cũ của trường mình sẽ ghi là từ 1 tới 5 là sai nha, mình sửa lại. Còn cái tài liệu mới mà cái sách mà xuất bản á, là từ 0 tới 4 là đúng. Thì người ta nói là 0 điểm là khi bệnh nhân gắng sức bình thường, nghĩa là người ta đi lên dốc hoặc lên lầu 1 mà người ta không có mệt. 1 điểm là đi lên mặt bằng hoặc là mặt dốc nhẹ thì bệnh nhân bắt đầu khó thở. 2 điểm là khó thở khi đi bộ với người cùng tuổi. 3 điểm là khó thở khi đi bộ khoảng 100 m. Khoảng 100 m có nghĩa là bệnh nhân của mình có thể đi bộ nhưng mà đi trong một cái đoạn đường ngắn hoặc một thời gian ngắn. Nói chung là dưới 100 m, dụ như người ta nói người ta đi 20-30 m thì cũng là khó thở độ 3 ha. Còn mức độ 4 có nghĩa là bệnh nhân khó thở khi người ta làm những cái động tác sinh hoạt hay ăn, tắm rửa, vệ sinh, ta cũng mệt thì người ta phân mức độ 4. Thì khi mà mình đi thi á, người ta sẽ cho mình là cũng là một cái tình huống để mà người phân mức độ. Ví dụ như là một bệnh nhân nam 60 tuổi được chẩn đoán là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh nhân này ở nhà là có khó thở mạn, thì mức độ gắng sức của bệnh nhân là bệnh nhân là đi bộ khoảng 50 m là bệnh nhân phải dừng lại để thở. Người ta hỏi mình là bây giờ phân mức độ MERC của bệnh nhân, MERC. Vấn đề là thường người ta sẽ cho mình vậy đó. Vậy thì bệnh nhân này người ta sẽ làm mức độ gì? Người ta sẽ hỏi mình là MRC của bệnh nhân này là mức độ gì? Theo mấy bạn bệnh nhân này là mức độ gì? Rồi ha, mình sẽ thấy là mình nhớ dùm chị cái chỗ mức độ 3 à, mình nhớ cái từ trong khoảng 100 m. Có nghĩa là bệnh nhân này, tất cả những trường hợp mà bệnh nhân của mình mà đi bộ, người ta gọi là mức độ 3, người ta xếp vào mức độ 3 khi người ta đi bộ được vài phút, có nghĩa là đi được, hoặc là dưới 100 m là khó thở. Mình sẽ dễ lầm với hai trường hợp, một là mức độ 2 và hai là mức độ 4. Mức độ 4 là gì? Mức độ 4 là bệnh nhân này không có đi gì hết, chỉ là ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa bình thường là bệnh nhân đã khó thở. Còn mức độ 2 nghĩa là người ta đi được hơn 100 m, người ta đi như một người bình thường vậy đó,
Nhưng mà mình sẽ hỏi tiếp là, nếu như hỏi mình là ổng là bác ơi bác đi bộ được khoảng bao nhiêu mét, ở nhà đi được, tôi đi bình thường à, ở 100 mét thì nói không đi nổi chứ tôi còn đi hơn đó nữa, khoảng 1 cây số tôi còn đi nổi. Thì cái câu tiếp theo của mình là vậy bác với cái người mà bằng tuổi của bác á, hai người đi chung á, thì bác thấy là bác với cái bác kia đó, hay bác đi bằng bác kia không? Thì ví dụ như bệnh nhân nói với mình là không, tôi đi với cái người bằng tuổi tôi đi chút tôi phải dừng lại, tôi đi không bằng người đó, vậy thì bệnh nhân đó là mức độ 2. Còn nếu như người ta nói với mình là tôi đi bằng cái bệnh nhân đó, vậy là bệnh nhân đó là mức, nhiều mình mới hỏi tiếp là đi lên lầu 1 có đi được không, nói không đi lên lầu là đi không nổi, vậy thì là mức độ 1. Nếu mình nhớ nha, mình sẽ dễ nhầm với mức độ 2 và mức độ 4. Đây, phân mức độ hô hấp dựa vào thì ha, thì cái này mấy bạn nhớ cho chị là cái số 17 á, này là cái cây phế quản ha. Thì cái thế hệ phế quản của mình nó sẽ chia từ thế hệ số 0 cho tới số 23. 0 nó là khí quản, thì mình sẽ nhớ là cái số là thế hệ thứ 17 ha. Tại vì sao? Người ta sẽ lấy cái mốc là từ 0 tới 16, là nó sẽ khi mà mình hít vào thì 0 tới 16 nó sẽ co cơ để kéo khí từ ngoài vào, do đó nó sẽ tham gia chủ động vào thì hít vào. Còn cái từ số 17 trở xuống trong cái thì hít vào thì nó chỉ là dẫn khí, và nó dẫn khí thôi chứ nó không có mà co cơ gì hết. Còn mà khi mà thở ra thì từ cái số 17 tới số 23 là sẽ chủ động co cơ để đẩy khí ra ngoài, trong khi từ 0 tới 16 là chỉ dẫn khí thôi. Vậy thì mình sẽ thấy là từ cái thế hệ từ số 0 cho tới số 16 là sẽ tham gia thì hít vào, do đó nó sẽ gây khó thở thì hít vào. Nếu mà tổn thương trên cái đường từ 0 tới 16, ví dụ như là dị vật đường thở nè, tại dị vật thì thường nó sẽ rơi vào khí quản hoặc là phế quản gấp, nó thường nó ở thế hệ thứ 0 hoặc thế hệ thứ nhất, thì nó sẽ gây nên là khó dị vật đường thở. Thì thường bệnh nhân sẽ nói với mình là tôi khó thở thì hít vào. Còn nếu như mà bệnh nhân của mình ví dụ như người ta bị COPD hoặc là bệnh nhân của mình bị hen phế quản á, thì thường là những cái bệnh nhân đó là người ta tổn thương những cái phế quản, cái tiểu phế quản thận rồi đó, thì thường là nó sẽ từ 20 tới 23. Vậy thì bệnh nhân đó người ta sẽ thường khó thở thì thở ra ha. Nên mình sẽ dựa vào bệnh lý để mà mình coi coi bệnh nhân này là khó thở thì hít vào hay thì thở ra. Ví dụ như một cái ca mà người ta nói với mình là tôi khó thở, mình hỏi khó thở thì nào, bệnh nhân nói với mình là tôi khó thở thì hít vào là tôi rất là khó thở, thì mình phải tìm những cái nguyên nhân khó thở thì hít vào. Nếu ta nói người ta khó thở mà mình hỏi người ta nói khó thở thì thở ra, thì mình phải coi những nguyên nhân khó thở thì thở ra. Đây, cái triệu chứng thứ tư là triệu chứng đau ngực ha. Thì mình nhớ là trong lồng ngực nó sẽ có năm có sáu những cái tổn thương mà có thể gây đau ngực, ví dụ như chấn thương thành ngực, viêm cơ hoành, ung trung thất, áp xe trung thất, tổn thương màng phổi, bao gồm là màng phổi thành nè, màng phổi tạng nè, hoặc là viêm phổi. Thì dù bệnh lý nó ở nằm trong sáu chỗ này nó sẽ gây đau ngực, nhưng mà mình nhớ nhu mô phổi và màng phổi tạng là không có cụ thể gây đau, do đó tổn thương hai này sẽ không có gây đau ngực. Mà nguyên nhân đau ngực của viêm phổi hoặc là do tổn thương màng phổi tạng là do bệnh nhân đó, người ta khi người ta bị viêm cái vùng đó người ta sẽ ho rất là nhiều, vậy thì cái áp lực trong lồng ngực nó sẽ rất là lớn và nó sẽ kích thích cái màng phổi thành và nó gây đau ngực. Do đó mình nhớ viêm phổi thì nó bản thân của nó là tổn thương nhu mô, nó không có gây đau ngực, mà cái nguyên nhân gây đau ngực là do bệnh nhân ho nhiều quá đau, thì mình chỉ cần cho bệnh nhân uống thuốc giảm ho thì bệnh nhân sẽ hết đau ha, chứ không phải là uống thuốc những cái thuốc giảm đau ba ra rồi đó thì bệnh nhân sẽ giảm đau ngực. Tại vì nguyên nhân của cái ho trong cái viêm phổi là đau ngực trong viêm phổi là do bệnh nhân ho. Giống như đi thi người ta sẽ hỏi mình là những thành phần sau đây sẽ gây đau ngực,
những tổn thương, những thành phần sau đây sẽ gây đau ngực ha. Thì người ta sẽ cho thành ngực, trung thất, màng phổi thành, màng phổi tạng, vân vân. Thì mình sẽ nhớ là cái màng phổi, màng phổi tạng nha, và cái nhu mô là không có cụ thể gây đau. Đây, đau ngực trong bệnh lý hô hấp thì nó chỉ có hai cái loại đau thôi. Một là đau kiểu thần kinh liên sườn, là đau theo kẽ sườn. Tổn thương chỗ nào thì đau ngay cái kẽ sườn đó. Cái thứ hai là đau theo thần kinh hoành. Thần kinh hoành là đau, ví dụ như ta nói là dưới cái ngực đó, thì đau dẫu dưới cái bả vai á, rồi lên tới đỉnh của cái vai và lên cổ, nghĩa là đường đi của dây thần kinh hoành. Nó sẽ phân biệt với bệnh nhân là đau của mặt vành, có nghĩa là đau cái cảm giác mà nó to thấp ở giữa ngực hoặc là ở ngực trái nha, rồi nó lan xuống cánh tay. Thì cái hướng lan với cái vị trí đau của nó sẽ khác với trường hợp bệnh nhân bị đau do bệnh lý mạch vành. Thì về mặt hô hấp là gặp một trường hợp đau ngực là cái người ta phải phân biệt đầu tiên là đau ngực do bệnh lý màng phổi hay đau ngực này là của bệnh lý mạch vành. Tại vì hai cái đó thì mạch vành thì nó phải cấp cứu, nếu mình chẩn đoán sớm ra mà mình cho bệnh nhân điều trị sớm đúng cái thời gian vàng thì tiên lượng phục hồi nó sẽ tốt hơn. Thì mình học cho chị một cái là đau ngực do bệnh lý màng phổi thì thường mình sẽ thấy đau ngực do bệnh lý màng phổi là chỉ đau một bên thôi, hoặc là bên phải hoặc là bên trái, chứ không có đau mà kiểu sao xương ức ha. Cái thứ hai là màng phổi nó nằm ở nông, do đó đau ngực do bệnh lý màng phổi là đau gần thành ngực chứ không phải là đau sâu bên trong ha. Cái thứ ba là nó đau ngực thì nó chỉ đau theo cái lan theo có hai hướng, một là thần kinh liên sườn, hai là thần kinh hoành. Còn nó sẽ khi mà bệnh nhân ho hoặc là bệnh nhân hít sâu á thì cái lồng ngực người ta nó sẽ tăng cái áp lực lên, do đó là nó sẽ làm mà đau ngực nó sẽ tăng khi ho hoặc hít sâu ha. Nguyên nhân đau ngực thì nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân, ví dụ như là viêm phổi nè, nhồi máu phổi, tràn dịch, tràn khí, hoặc là do bệnh lý cương thất, hoặc là tổn thương xương cơ hoặc thần kinh liên sườn. Thì về mặt giải phẫu của thần kinh liên sườn á thì mình nhìn thấy nè, người ta sẽ ứng dụng về mặt giải phẫu để làm mà những cái thủ thuật trên màng phổi, ví dụ như là chọc giò màng phổi nè, chọc khí màng phổi nè, chọc dịch màng phổi nè, hoặc là dẫn lưu màng phổi. Thì người ta sẽ dựa vào cái giải phẫu là cái bó mạch thần kinh liên sườn nó sẽ đi ở phía dưới của cái xương sườn, do đó là người ta sẽ chọc, muốn chọc thì người ta sẽ chọc vào bờ trên của xương sườn dưới để né cái bó mạch thần kinh liên sườn á, tại vì nó sẽ gây là chảy máu hoặc là nó sẽ gây đau dây dẳng sau khi mà mình làm thủ thuật á. Này, cái triệu chứng cơ năng cuối cùng của bệnh lý hô hấp là cái triệu chứng tím ha. Thì mình thấy tím thì mình học cho chị cái số là lớn hơn 5 gram trên đề xin lít ha. Hemoglobin thử thì mình nhớ hemoglobin của mình nó sẽ có hai loại, một là hemoglobin chức năng, có nghĩa là hemoglobin mà gắn với oxy thì gọi là hemoglobin chức năng. Còn hemoglobin thử có nghĩa là thành phần hemoglobin gắn với những thành phần khác, ví dụ như gắn với lưu huỳnh, hemoglobin gắn với CO hay là hemoglobin gắn với CO2, thì tất cả những cái này nó sẽ là hemoglobin thử, tại nó không có giá trị gì hết. Thì khi như vậy á thì nồng độ hemoglobin thử mà nó tăng trên 5 gram trên đề xin lít thì nó sẽ biểu hiện lên lâm sàng là bệnh nhân nó sẽ bị tím. Vậy thì tím người ta sẽ chia làm hai loại để người ta tìm nguyên nhân là tím trung ương và tím ngoại biên. Thì mình biết ha, tím trung ương là những cái phần mà nó tím mà mọi vị trí trong đó, đặc biệt là người ta phân biệt tím trung ương với tím ngoại biên, là tím trung ương là tím là toàn thân hay là kèm theo tím da niêm, còn tím ngoại biên là nó không có kèm theo tím da niêm. Thì nguyên nhân của tím trung ương thì thường là do bệnh lý của tim, của phổi. Trong khi tím do ngoại biên thì thường là ví dụ như thuyên tắc,
tĩnh mạch hoặc động mạch chi á, thì đây là một cái hình về mặt lâm sàng mà giúp cho mình nhớ lại cái kiếm trung ương hay kiếm ngoại biên. Thì mình sẽ thấy nè, ví dụ như mình khám một bệnh nhân đi, đầu tiên mình vô mình nhìn hai cái bàn tay của bệnh nhân, mình thấy hai bệnh nhân đều là bàn tay bị tím hết, thì mình phải nhìn cái niêm mạc mâu và niêm mạc mắt của bệnh nhân. Nếu tím đó là tím trung ương thì cái niêm mạc mâu của chúng ta cũng sẽ tím luôn. Còn nếu đó là tím ngoại biên thì mình sẽ nhìn thấy là cái niêm mạc mâu của chúng ta nó sẽ không bị tím. Thì ví dụ như mình nói là nếu mà tắc tĩnh mạch chi hoặc động mạch chi á, thì thường nó sẽ không có đối xứng một tay hoặc là một bên thôi, thì nó cũng phù hợp. Tuy nhiên có những cái bệnh lý ví dụ như hội chứng Raynaud á, thì mình sẽ thấy là bệnh nhân là tím, nó nguyên nhân của nó là nó do nó tắc mạch, nó co tắc mạch ở hai tay hai chân, co tắc mạch ngoại biên hết. Do đó những bệnh nhân nó vẫn là tím ngoại biên nhưng mà nó đối xứng hai tay hai chân. Tuy nhiên là môi bệnh nhân sẽ không có bị tím. Thì cho mấy bạn coi một số hình ha. Đây là tổn thương của một bệnh nhân bị sơ cứng bì á, là sơ cứng da toàn thân. Thì mấy bạn sẽ nhìn thấy cái bàn tay của bệnh nhân á tím, hoặc người ta nó hồng không có đều một chỗ á, thì nó có chỗ á thì nó trắng bọt à, có chỗ á thì nó được đỏ. Cái đó là nó tắc mạch. Cái thứ hai mình nhìn thấy cái bàn tay này, cái nữa là bệnh nhân này không có móng tay, tại vì nó tắc mạch, cái mạch máu ngoại quy á nó rất là nhỏ, như đó nó không có đủ nuôi móng tay, nên nó móng tay bệnh nhân này là nó không có đủ để mà nó phát triển. Nghe nói bệnh nhân này là coi như là có một số ngón là không có móng tay, còn những ngón có thì nó rất là ít. Cái thứ ba, trên bệnh nhân sơ cứng bì mình sẽ nhìn thấy là ngón tay người ta, da người ta nó bị sơ cứng, nó quất lại hết, nó căng da hết. Nếu mình nhìn thấy ngón tay bệnh nhân là nó quất lại, nó không thẳng da. Như này là điển hình của một bàn tay mà bị hội chứng Raynaud của tổn thương cái mô kẽ toàn thân á. Còn đây là cái bàn chân mà thì mình nhìn mình sẽ thấy là nó không có đều. Ví dụ như bàn chân của mình dở ra thì nó hồng hào, bàn chân này là nó len lỏm, len lỏm. Thì những cái bệnh nhân này người ta rất là dễ hoại tử cái đầu chi do thiếu cái máu nuôi á. Này, đó là xong hết cái phần khám cơ năng, triệu chứng cơ năng của bệnh lý hô hấp ha. Cái phần này các bạn có đặt câu hỏi gì không? Nếu mấy bạn có câu hỏi gì thì mấy bạn gửi qua cho chị ha. Rồi giờ mình đi tiếp cái phần mà triệu chứng thực thể ha. Giờ triệu chứng thực thể thì là mình người ta gọi triệu chứng cơ năng, có nghĩa là những cái gì mà bệnh nhân khai với bạn là triệu chứng cơ năng. Còn thực thể là gì, là những cái gì mà bạn khám trên bệnh nhân là triệu chứng thực thể. Vậy thì mình sẽ thấy là khi mình khám thực thể thì mình phải coi truy xét nè, coi răng miệng. Tại vì hô hấp nó sẽ có những cái ổ nhiễm trùng mà từ răng miệng đi xuống. Ví dụ như cái ca đó mới vừa mổ áp xe răng xong vô viêm phổi, thì cái bệnh cảnh đó người ta sẽ điều trị khác ha. Bệnh nhân hô hấp thì người ta sẽ xài những cái thuốc mà về corticoid để mà người ta điều trị, ví dụ như hen hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó. Vậy thì người ta rất là dễ bị một cái hội chứng trên lâm sàng, người ta gọi là hội chứng tắc tim ha. Rồi chị xin lỗi nha, có một cái bạn hỏi thì chị dừng lại cái vụ cơ năng thực thể trước khi đi tiếp ha. Ví dụ như cơ năng thực thể là cái gì? Cơ năng là cái gì mà người ta khai với bạn, ví dụ như người ta nói với bạn tôi khó thở là cơ năng. Còn thực thể là cái gì? Là mình đếm nhịp thở của bệnh nhân, mình bấm SpO2 của bệnh nhân mà mình thấy bất thường, cái đó là thực thể nha. Này, đối với những trường hợp mà người ta sử dụng corticoid á, thì mình sẽ thấy trên lâm sàng người ta có hội chứng gọi là hội chứng Cushing. Thì cái này khi mấy bạn học xong về mấy bạn đánh ra chút nữa, mấy bạn đánh tìm ra hội chứng Cushing nó sẽ có những cái triệu chứng gì ha.
để mà sau này trên lâm sàng mấy bạn đi học về mặt lâm sàng thì mấy bạn sẽ tóm tắt cái hội chứng này rất là nhiều á. Rồi mình sẽ khám coi bệnh nhân có hội chứng hoạt nơ hay hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ Crohn hay không ha. Thì đầu tiên cái mình là có hội chứng là ngón tay vừa trống, thì mình học cho chị thứ nhất là những nguyên nhân gây ngón tay vừa trống. Cái thứ hai mình nhớ cho chị, ngón tay vừa trống là tổn thương đối xứng hai bên, nghĩa là người ta phải tổn thương hai bàn tay hoặc hai bàn chân, không bao giờ tổn thương mà chỉ một bên hết, chỉ trừ một bệnh lý mà người ta tổn thương một bên. Đây, trong những nguyên nhân này nè, có một bệnh lý mà nó chỉ tổn thương một bên thôi, đó là bệnh lý liệt nửa người ha. Thì mình sẽ nhìn thấy cái cơ chế của bệnh nhân ngón tay vừa trống là giãn mô mạch đầu ngón và phù nề mô kẽ. Như vậy thì liệt nửa người của bệnh nhân á, thì thường là cái bên liệt người ta sẽ ít vận động, người ta bất động luôn. Vậy thì cái mô kẽ của người ta nó không có vận động thì máu nó khó lưu thông, do đó nó rất là dễ giãn mô mạch đầu ngón và gây phù nề mô kẽ. Vì vậy là chỉ có một cái bệnh lý mà nó gây nên là bệnh nhân đó chỉ bị hội ngón tay vừa trống một bên thôi, đó là liệt nửa người, và cái bên bị ngón tay vừa trống là bên liệt. Đây. Này, cái này là cái cách mà người ta sẽ khám cái ngón tay vừa trống. Thì đầu tiên là mình sẽ nhìn cái móng tay của bệnh nhân, thì mình thấy là cái nếp móng nè với cái lằn móng của bệnh nhân, thì cái góc này bình thường phải dưới 180 độ. Nếu cái góc này trên 180 độ thì người ta sẽ có nghĩ là ngón tay vừa trống, hoặc là bình thường mình sẽ đau hai ngón tay lại nhau, bình thường nó phải có một cái khoảng kẽ này nè. Nếu mình đau lại mà nó không có khoảng kẽ này thì nó là biểu hiện ngón tay vừa trống. Thì trên lâm sàng là cũng có những hình ảnh của ngón tay vừa trống ha. Thì chị sẽ cho các bạn coi một cái hình ảnh là của một bệnh nhân ở trên lâm sàng mà người ta biểu hiện là ngón tay vừa trống. Mình nhìn cái ngón tay mà cái bàn tay bên trái của bệnh nhân này á, thì mình sẽ thấy là cái nếp móng của bệnh nhân nè, cái móng của bệnh nhân với cái nếp móng của bệnh nhân này, hai cái này tạo thành một góc lớn hơn 180 độ. Thì cái này cũng là một bệnh nhân bị sơ cứng bì ha. Này, đối với ung thư phổi thì mình có ba cái hội chứng trong bài này mấy bạn học dùm chị ha. Thứ nhất là hội chứng van Coats-Coriats, thứ hai là hội chứng hoạt nơ, và thứ ba là cái hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ Crohn ha. Thì đầu tiên là hội chứng van Coats-Coriats, thì hội chứng này mấy bạn học điều trị, thứ nhất là khối u này nó nằm ở vùng đỉnh phổi, và thứ hai là tùy vào cái vị trí giải phẫu của nó, người ta sẽ thấy là cơ lấy cơ bậc thang trước và cơ bậc thang giữa nằm chuẩn. Ở vùng này nó sẽ có là động mạch, tĩnh mạch và thần kinh, thì tùy khối u nó nằm ở vị trí nào mà biểu hiện lâm sàng khác nhau.
Dạ da nằm trước cơ bậc thang trước thì biểu hiện lâm sàng khác. Nằm ở giữa cơ bậc thang trước và cơ bậc thang giữa thì biểu hiện lâm sàng khác. Tuy nhiên về hội chứng Oscobias thì có 3 triệu chứng thường gặp nhất. Thứ nhất là tê đau vai chánh tay. Thứ hai là yếu cơ bàn tay. Và thứ ba là hội chứng hoặc nơ cùng bên với tổn thương. Thì hội chứng Oscobias hoặc là hội chứng hoặc nơ, tất cả đều là cùng bên tổn thương hết. Mình khám lâm sàng thấy bệnh nhân có hội chứng Oscobias hoặc là hội chứng hoặc nơ ở bên phải thì chắc chắn khối u nó nằm ở bên phải. Này, đây là triệu chứng lâm sàng của một bệnh nhân bị hội chứng hoặc nơ. Thì mình sẽ thấy là cái này là từ vùng hạ đồi nè, thần kinh giao cảm nó sẽ đi xuống cái vùng đoạn tủy cổ tám ngực một, đi qua hạch cổ trên rồi tới mi mắt. Nó sẽ biểu hiện lâm sàng là ở ba cái tác dụng. Thứ nhất trên đồng tử là nó sẽ gây giãn đồng tử. Thứ hai trên cơ Müller là cái cơ nằm ở phía trên cơ nâng mi á, thì nó sẽ nâng cái mi trên lên. Cái thứ ba là tuyến mồ hôi là tăng tiết. Vậy thì mình nhìn thấy cái đường đi của cái thần kinh giao cảm này nó không có đi liên quan được tới cái phổi hết, mà nó chỉ đi vô cái hạch cổ trên. Mà cái hạch cổ trên thì nó nằm ở cái phía trên của cái đỉnh phổi nè. Do đó hội chứng hoặc nơ là cái tổn thương này nó phải nằm ở vùng đỉnh phổi nha. Đây. Vậy thì nếu mà tổn thương ở bất kỳ một cái đoạn nào ở trên cái đường đi này thì nó sẽ mất tác dụng của cái dây thần kinh giao cảm. Vậy thì tác dụng ở trên đồng tử bình thường của nó là giãn, thì nó sẽ đối lập lại là đồng tử. Khi bệnh nhân có hội chứng hoặc nơ thì đồng tử sẽ co lại, cơ Müller của bệnh nhân sẽ bị giãn ra. Vậy thì bệnh nhân sẽ biểu hiện là đồng tử co nè, mi trên sụp xuống nè, giảm tăng tiết mồ hôi ha. Thì cái hội chứng hoặc nơ là đồng tử co nhỏ, mi trên sụp xuống, giảm tiết mồ hôi và nhãn cầu tụt về phía sau. Cái này nó chỉ xuất hiện ở một bên mặt thôi. Ví dụ như trên cái hình này mình nhìn mình sẽ thấy bệnh nhân này là hội chứng hoặc nơ bên trái. Vậy thì nếu như bệnh nhân này có u phổi thì u phổi này nó phải nằm ở đỉnh phổi bên trái ha. Này, nhắc lại một lần nữa, đường đi của hội chứng hoặc nơ là đi từ hạ đồi, đoạn tỷ cổ, hạch cổ trên cho tới đồng tử. Như vậy thì nó chỉ liên quan ở cái phổi, ở chỗ hạch cổ trên thôi. Do đó nếu như mà mình khám trên lâm sàng một bệnh nhân, mình thấy là bệnh nhân này có hội chứng hoặc nơ, chụp cái phim phổi ra hoàn toàn bình thường, không có thấy u gì hết, chứng tỏ là cái không có cái tổn thương từ ở phổi chèn ép vào hạch cổ trên, mà biểu hiện lâm sàng của hội chứng hoặc nơ có thể nó nằm ở u vùng hạ đồi hoặc vùng đoạn tỷ hoặc là u hốc mắt. Do đó là khi khám có hội chứng hoặc nơ mà chụp phim phổi lên bình thường thì chứng tỏ là mình phải đi tìm những cái nguyên nhân ở tại chỗ khác, chứ mình không có được bỏ qua luôn nha. Này, một cái triệu chứng cơ thực thể tiếp theo đó là các kiểu thở bất thường. Thì có rất là nhiều kiểu thở, như kiểu thở Cheney Stock nè, kiểu thở Kussmaul nè, hoặc là kiểu thở của thở ghép á. Thì ở đây chị sẽ trình bày hai cái kiểu thở bất thường nha. Thì thứ nhất là kiểu thở Cheney Stock. Thì mình sẽ nhìn thấy kiểu thở Cheney Stock có nghĩa là ở đây là một cái hình ở phía trên á, là biên độ của một nhịp thở bình thường. Thứ nhất là nó đều về tần số, thứ hai là đều về mặt biên độ. Nhưng mà cái hình bên dưới mình sẽ thấy là tần số nó không đều mà biên độ nó không đều, có nghĩa là đại diện của kiểu thở Cheney Stock là thở mà nó xen kẽ giữa một bệnh nhân mà thở nhanh ha, nó sẽ xen kẽ giữa là những cái nhịp thở nhanh, thở chậm và những cơn ngưng thở. Thì trung bình cái chu kỳ này là nó khoảng là từ 15 tới 60 giây nha. Nguyên nhân của cái gây nên kiểu thở Cheney Stock là ở bệnh nhân suy tim xung huyết nè, bệnh thần kinh nè, hoặc là những, đặc biệt là những cái bệnh thần kinh nặng, ví dụ như mình đi vô khoa tim mạch, mình kiếm cái phòng nào bệnh nặng của suy tim, hoặc là bệnh nhân tai biến nặng á, là mình sẽ thấy kiểu thở Cheney Stock. Thì nhà người ta sẽ kêu mình đó lại á, người ta nói là sao có những lần mình thấy bệnh nhân, tôi thấy bệnh nhân này ngưng thở thì người ta rất là hoảng loạn, nó sẽ chạy lại kêu mình, nhưng mà tới lúc mình chạy lại là bệnh nhân của mình đã thở lại bình thường.
Thì mình thấy cái này là một cái biểu hiện kiểu thở bất thường của những cái bệnh lý nặng như kiểu thở suy tim, trong bệnh lý suy tim hoặc là bệnh lý tai biến nặng ha. Nghe đó thật sự về mặt điều trị thì nó không có ý nghĩa gì. Điều trị nó tiên lượng thì thường nó là bệnh là do cái bệnh nền của bệnh nhân rất là nặng. Thì chị sẽ cho mấy bạn coi cái mô phỏng của một bệnh nhân mà bị thở cái kiểu thở Cheney Stock ha. Thì không biết là nó cái này mấy bạn có coi được không? This is Cheney Stock breathing. Mấy bạn có thấy được cái video không? Thì mình sẽ nhìn thấy ha, đó là những bệnh nhân đó là người ta mình sẽ nhìn lại ha, nghĩa là mình thấy là bệnh nhân ta sẽ thở nhanh. This is Chin Stokes breathing. Mình sẽ thở chậm lại, trong đó có những cái cơ ngưng thở. Thì cái này là người ta mô phỏng thôi, còn cái này hình dưới mới là hình bệnh nhân thật nè. Cái video này mới là của một cái bệnh nhân mà người ta quay lại. Thì mình coi bệnh nhân này ha, mình coi cái lồng ngực của bệnh nhân á, mình nhìn vào cái lồng ngực của bệnh nhân thì mình sẽ thấy là bệnh nhân bắt đầu thở nhanh lên ha. Xong cái bắt đầu thở chậm lại. Xong nữa là sẽ ngưng thở. Thì cái này là do cái cơ chế của cái kiểu thở Cheney Stock thì phần lớn là do nó rối loạn. Cái hồi nãy mình nói là trung tâm điều hòa hô hấp của mình nó sẽ nằm ở hai phần. Phần thứ nhất là cái phần vỏ não, phần thứ hai là phần hành não. Thì những cái tổn thương mà biểu hiện kiểu thở Cheney Stock là thường là nó sẽ rối loạn cái điều hòa hoạt động của hai cái thành phần này. Nghĩa là nó sẽ làm tăng cái nhạy cảm cái CO2 lên, làm cho bệnh nhân không có thích, không có biết được cái mức dao động CO2 mình, nó sẽ nhảy với cái mức độ CO2 thay đổi bình thường, do đó bệnh nhân sẽ biểu hiện kiểu thở Cheney Stock ha. Này. Nhưng mà kiểu thở Cheney Stock có nghĩa là không phải lúc nào bệnh nhân của mình đều là thở Cheney Stock hết, có nghĩa là lúc nào mình lại người mình thấy người bệnh nhân cũng thở nhanh rồi thở chậm rồi ngưng thở hết, nghĩa là người ta sẽ có những cái nhịp dao động thở bình thường. Sau đó trong những cái lần dao động bình thường đó, nó sẽ xuất hiện một cái vài lần là có kiểu thở Cheney Stock như vậy, thì cái chu kỳ của nó khoảng 15 tới 60 giây, và thậm chí sau giai đoạn đó bệnh nhân lại thở lại bình thường. Cái đó là rất là nhiều khi người ta sẽ hoảng loạn, người ta sẽ thỉnh thoảng thấy có những cái cơn vậy đó, người ta sẽ báo với mình. Kiểu thở bất thường thứ hai là kiểu thở kiss mouth. Thì kiểu thở này mấy bạn nhớ không chị, là kiểu thở Cheney Stock là do nó thay đổi cái độ nhạy đối với CO2, thì kiểu thở kiss mouth là biểu trưng của một cái bệnh lý, những cái bệnh lý mà bệnh nhân bị ứ CO2. Tất cả những bệnh lý nào mà gây nên chữ hình ảnh là bệnh lý nhiễm toan, bao gồm toan hô hấp và toan chuyển hóa, thì sẽ gây nên kiểu thở kiss mouth. Như là ví dụ như bệnh nhân này là nhiễm cetone acid do đái tháo đường, nhiễm acid lactic do bệnh nhân sốc nhiễm trùng, hoặc là bệnh nhân toan chuyển hóa ống thận, thì tất cả những trường hợp này đều gây ứ CO2. Thì nếu như mà mình biết là CO2 trong cơ thể càng nhiều thì mình sẽ càng muốn đào thải nó ra ngoài. Vậy thì khi mình muốn đào thải nó ra ngoài thì bắt buộc mình phải thở nhanh, thì mình sẽ đào thải được nhiều CO2 hơn. Và mình thở sâu thì nó sẽ làm cho mình nhanh, sâu sâu thì sẽ trao đổi khí nhiều hơn và lấy đi được nhiều CO2 trong máu hơn. Nên đó đặc trưng của kiểu thở kiss mouth là kiểu thở nhanh sâu, còn kiểu thở Cheney Stock là xen kẽ giữa thở nhanh và thở chậm và những cơn ngưng thở ha. Này, này là một cái trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm cetone acid ở đái tháo đường.
thì mình nhìn vào cái lồng ngực bệnh nhân, thấy là bệnh nhân thở nhanh sâu ha. Cái thứ hai nữa là mình nhìn cái xương sườn á, thì cái này là co kéo cơ xương sườn nè. Này, một cái hội chứng mình học đó, hồi nãy mình có hội chứng van Coxsackie, có hội chứng hộp nơm, thì bây giờ mình sẽ có hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên ha. Thì mình sẽ nhìn thấy hình ở dưới đây nè, là một cái giải phẫu của một bệnh nhân mà bị hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên. Mình thấy cái khối màu vàng này nè, bình thường thì nó sẽ không có cái khối này. Vậy thì bây giờ một cái nguyên nhân nào đó, ví dụ như u trung thất hoặc u phổi phải, nó chèn ép vào trong cái tĩnh mạch chủ trên, thì nó sẽ gây nên hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên. Thì mình thấy nếu mà cái ca này là u phổi mà muốn chèn ép vào tĩnh mạch chủ trên thì bắt buộc là phải là u phổi phải ha. Thì khi nó chèn ép vào đây, mình thấy là tĩnh mạch chủ trên sẽ dẫn máu từ động mạch, từ tĩnh mạch cánh tay nè, tĩnh mạch dưới đòn nè, rồi đầu mạch cổ về. Nếu mà chèn ép vào tĩnh mạch này thì máu nó không lưu thông gì được, nên đó biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân này là nó sẽ nó tắc ở đây, do đó nó sẽ phù. Đặc biệt người ta gọi là phù báo khoét, có nghĩa là phù mặt nè, phù cánh tay và phù ở 1/3 trên lồng ngực. Cái thứ hai, máu tĩnh mạch là máu màu đỏ thẫm, cho nên lâm sàng bệnh nhân sẽ phù nhưng mà phù tím. Thứ ba là máu không dẫn về được, cho nên tĩnh mạch cổ bệnh nhân sẽ nổi nha, và nó sẽ xuất hiện những cái vòng tuần hoàn để nó dẫn máu từ những cái trên chỗ tắc về phía về tim, thì nó sẽ nối từ cái ví dụ như tĩnh mạch dưới đòn về trong tĩnh mạch chủ dưới nha. Vậy thì biểu hiện lâm sàng của hội chứng tĩnh mạch chủ trên, thứ nhất là phù ở khoét, đặc biệt là phù ở cổ, cánh tay, lồng ngực. Thứ hai là tĩnh mạch cổ nổi. Thứ ba là tuần hoàn màng hệ 1/3 trên lồng ngực. Và thứ tư là tím ở tay và ở mặt. Này, cái này là hai cái hình của cùng một bệnh nhân ha. Hình ở trên là bệnh nhân bị tắc tĩnh mạch chủ trên, tắc cái LSV á. Còn cái hình thứ hai là hình mà bệnh nhân đặt cái stent vào ngay cái vị trí này, nó sẽ dẫn máu về cái tĩnh mạch lưu thông về bình thường, thì lúc này bệnh nhân đã giảm phù lại, giảm tím lại. Này, mình khám hô hấp của một bệnh nhân thì nó sẽ có những cái cũng là nhìn sờ gõ nghe ha. Thì khi mình nhìn về hô hấp, đầu tiên là mình phải nhìn cái cổ bệnh nhân, là mình coi cái khí quản á, coi có lệch hay không. Xong cái hai, nhìn cái lồng ngực, coi là hai bên cân đối không, có bên nào xẹp hơn bên nào không. Thứ ba là nhìn kiểu thở của bệnh nhân, coi có thở nhịp bụng hay không, kiểu thở nhịp thường hay không ha. Đây, này là một số hình ảnh của lồng ngực mà ở trên đại thể mà khi mình khám mình có thể gặp á. Ví dụ như mình sẽ gặp lồng ngực hình thùng, lồng ngực bị vẹo cột sống, lồng ngực ức gà, lồng ngực hình phễu hoặc là trứng gù lưng. Thì thường á, ở trên lâm sàng là thường là người nhà thường dẫn mấy cái bé mà bị ở tuổi dậy thì á để mà đi khám. Thì tại vì khi mà bé nó dậy thì vô tình người ta nhìn thấy cái lồng ngực của bé nó bất thường, người ta không biết có bệnh lý gì không, người ta mới đưa đi khám. Người ta muốn mình trả lời cho người ta hai câu. Câu thứ nhất là lồng ngực bé này nó có bất thường hay không. Câu thứ hai là nếu mà nó có bất thường thì nó có ảnh hưởng gì tới cái chức năng hô hấp của nó bé không. Thì mình nhớ là trong những cái kiểu lồng ngực này, thì lồng ngực ngoài cái lồng ngực bình thường thì lồng ngực ức gà và lồng ngực hình phễu là hai cái tổn thương lồng ngực mà nó không ảnh hưởng tới chức năng hô hấp. Còn tất cả những cái lồng chính buồn lưng, vẹo cột sống hoặc thành thùng, nó đều ảnh hưởng chức năng hấp. Vậy thì khi mà bé nó đi khám, mình cho chụp X quang ra mà mình thấy là bé này nó chỉ có lồng ngực thành thùng hoặc hình phễu, mình nói là về mặt lồng ngực thì lồng ngực này nó bị biến dạng nhưng nó không ảnh hưởng chức năng hấp. Còn nếu như một cái bé mà nó bị vẹo cột sống, đặc biệt cột sống ngực á, thì mình sẽ nói là cái này nó cũng là bị dị dạng về lồng ngực, nhưng mà hiện tại thì nó sẽ bình thường, nhưng mà càng về lớn thì chức năng hấp nó sẽ càng giảm và nó bị bệnh phổi hạn chế ha. Rồi, cái này là mình sờ, thì mình phải sờ khí quản coi có lợp hay không. Mình sờ cái gung miêu ha, mình sờ gung thanh và mình sờ hạt re. Thì lý do mình phải sờ hạt re tại vì là có những cái bệnh lý hô hấp á mà nó sẽ gây nên là biến chứng của nó là tâm phế mạng. Có nghĩa là bệnh lý hô hấp
mà nó gây nên là suy tim phải, cái đó mình phải khám cái hội chứng hoặc nơ nha. Này, mình gõ thì nó sẽ có là gõ trong, gõ đục và gõ quen. Mình nghe thì nó sẽ có những cái âm bất thường, ví dụ như tiếng ngực thầm, tiếng dê kêu, tiếng cọ mạng cọ, tiếng ran. Về mặt lâm sàng thì là tiếng ran là cái tiếng nghe mà thường gặp nhất nha. Thì ran người ta sẽ chia ra liên tục và không liên tục. Không phải là ra liên tục mà ran mình nghe từ sáng tới chiều, ngày nào mình để nghe vô mình nghe gọi là ra liên tục, mà nó sẽ là cái âm người ta sẽ dựa vào cái cường độ decibel á. Thì nếu như mà người ta đo cái decibel mà nó lớn hơn 200 decibel thì người ta nói này là ran liên tục. Còn nếu mà nhỏ hơn đó thì người ta gọi là ran không liên tục. Vậy thì có một số bạn, ví dụ như mình đi lâm sàng mình khám, mình nghe ran ngáy, ran gấp, xong mình lại mình nói với bạn mình lại nghe thì lại mất đi cái ran đó rồi. Vậy thì nó sẽ xảy ra trường hợp là ran ngáy, ran gấp là ran to thắt phế quản. Vậy thì khi mà mình nghe bệnh nhân bị co thắt, ví dụ như mình hay lúc đó bệnh nhân đang lên cơn co thắt, mình nghe ran ngáy, ran gấp, xong cái khi mình đi ra thì người ta đây người ta đã phun cái dung, nó đã giãn phế quản, thì mình lại mình nghe nó sẽ giảm ran. Nên nói là có những trường hợp có người thì nghe ran, có người mà lại nghe thì không có nghe ran, thì mình phải hỏi lại coi người ta có xài thuốc giãn phế quản, ta có phun cái dung gì trước đó không ha. Này, trong những cái ran này thì mình nhớ nha, cái tiếng kích nó khác ranh rít ở chỗ tiếng rít là cái âm mà mình nghe được ngoài lồng ngực là mình nghe ở đoạn cổ ngoài lồng ngực á, còn ranh rít là cái đoạn mà mình nghe ở trong lồng ngực. Như đó khi mình đặt cái ống nghe vào ở trong cái cổ mà mình mô tả là mình nghe ranh rít là mình sai ha. Và tiếng rít nó sẽ gặp trong trường hợp là dị vật ung thư hoặc là những cái bé mà nó bị mềm sụn thanh quản á, thì mình nghe tiếng rít rất là nhiều. Còn ranh rít chân ngáy thì nó gặp trong co thắt dày niêm mạc hoặc thắt lồng phế quản nha. Và do nó hẹp cái lồng nè, khí nó đi từ qua chỗ hẹp nó sẽ gây nên cái cản trở lồng thông khí thì nó sẽ gây nên là ranh rít chân ngáy. Còn ranh nẫm ranh nổ thì mình nhìn mình sẽ thấy có dịch ở trong ranh nổ là ran mà cái dịch nó nằm ở trong phế trang nhưng mà lượng ít thôi. Còn ca nẫm là dịch nó ở phế quản và phế nang, nhưng mà nó sẽ cái dịch ở phế nang nó nhiều hơn. Cái dịch ở trong phế nang nó sẽ không có mà di chuyển, mà chủ yếu là phế quản nó sẽ di chuyển. Vậy thì mình thấy là khi mà bệnh nhân mình khám mà mình nghe được ranh ẩm với ranh nổ, mình không biết ranh nào thì mình sẽ cho bệnh nhân ho hoặc là vỗ lưng. Thì vì cái ranh ẩm á, nó là nằm ở phế quản, phế nang, cho đó là nó sẽ cái dịch ở trong phế quản nó sẽ luân chuyển khi bệnh nhân ho hoặc là bệnh nhân mình vỗ lưng, cho đó là ranh nẫm nó sẽ mất đi hoặc là nó giảm khi ho hoặc vỗ lưng. Còn trong ranh nổ thì nó không có nha. Thì cái này là có một cái file mà nghe tiếng ran ha. Cái này là ran nhỏ. Coarse crackles are louder, lower pitch, and longer. Compared to crackles, wheezes and ronchi last much longer and sound more musical. Wheezes are relatively high pitched and have a hissing or shrill quality. Ronchi have a lower pitch, snoring quality. Chút nữa
thì chị sẽ gửi cái file nghe này cho bạn lớp trưởng, nhưng mà lớp trưởng sẽ chuyển cho mấy bạn những mấy bạn tập nghe. Thì thường á mình muốn nghe mà tốt á thì mình nghe ở trên đây á, mình người ta đã lọc lại những cái âm thanh mà nó gọi là chuẩn nhất này, nhưng mà khi mình nghe lâm sàng thì nó sẽ không được vậy. Thì mình sẽ nghe cái này để mình biết cái âm chuẩn là gì, để sau này khi mình đi lâm sàng mình nghe được á thì mình sẽ nhờ những cái bác sĩ khác người ta sẽ coi cho mình là mình nghe đúng hay nghe sai. Nếu khi mình nghe trên lâm sàng á, không phải là cái ca này mình chỉ nghe ra nẵng không, cái ca kia mình sẽ nghe ra nổ không, mà mình sẽ nghe được nhiều âm thanh. Ví dụ như có ca thì vừa nghe ra nẵng ra nổ, có ca vừa nghe ra lít ra ngáy, có ca thì mình sẽ nghe được là vừa ra nổ mà vừa ra ngáy luôn nha. Này, cái phần cuối cùng trong cái bài này là hội chứng hô hấp ha. Thì hội chứng hô hấp á, trước khi mà học cái phần hội chứng hô hấp thì mấy bạn nắm cho chị một cái số đặc điểm ha. Thứ nhất là rung thanh á, thì nó sẽ tăng trong môi trường rắn, có nghĩa là đông đặc. Rung thanh giảm trong môi trường lỏng, như là dịch là tràn dịch màng phổi á, môi trường khí là tràn khí màng phổi. Đỏ thì sẽ đục trong môi trường rắn và môi trường lỏng, nghĩa là trong đông đặc phổi hoặc là trong tràn dịch màng phổi. Quang thì trong môi trường khí. Còn tất cả bệnh lý đều làm cho rì rào phế nang nó giảm. Vậy thì mình sẽ có ba cái hội chứng. Đầu tiên là hội đông đặc, thứ hai là hội chứng màng phổi, bao gồm tràn dịch và tràn khí. Vậy thì mình sẽ thấy ha, đông đặc thì rung thanh sẽ tăng, gõ đục và rì rào phế nang giảm. Tại vì nó là môi trường rắn, khi đó là rung thanh sẽ tăng và gõ đục ha. Còn trong tràn dịch thì nó sẽ là có là rung thanh giảm, gõ đục và rì rào phế nang giảm. Trong tràn dịch màng phổi người ta còn gọi là hội chứng bai giảm, có nghĩa là rung thanh giảm, gõ đục và rì rào phế nang giảm. Về mặt tóm tắt á, thì thường trên lâm sàng mình nhớ mình đi học, còn mình đi thi trên lâm sàng á, khi mình tóm tắt là tràn dịch hoặc tràn khí màng phổi có nghĩa là gì? Có nghĩa là bệnh nhân đó mình chắc chắn các bất thường của người ta là có dịch trong màng phổi hoặc là có khí trong màng phổi, có nghĩa là phải có cận lâm sàng. Còn nếu như mà mình chỉ khám thấy hội chứng bai giảm là có rung thanh giảm, gõ đục, rì rào phế nang giảm thì tốt nhất mình nên tóm tắt hội chứng bai giảm, đừng có tóm tắt là hội chứng tràn dịch. Trừ khi nào mà mình thấy cái ca này người ta cho siêu âm là có dịch màng phổi, người ta có Phoenix quang là dịch màng phổi, hoặc là người ta nói là người ta dẫn lưu hoặc người ta đã chọc dịch màng phổi rồi, có nghĩa là chắc chắn có dịch màng phổi thì mình mới kết luận là hội chứng tràn dịch màng phổi ha. Này, hội chứng tràn khí màng phổi thì bệnh nhân sẽ là rung thanh giảm, gõ quang và rì rào phế nang giảm, hay người ta còn gọi đó là tam chứng Gallia. Mình như nói trên mặt lâm sàng mình đi thi mình đi học thì nên tóm tắt là tam chứng Gallia, trừ khi nào xác hiện được là cái đó là có khí màng phổi, chụp X quang thấy khí màng phổi, bệnh nhân được dẫn lưu ra khí màng phổi thì kết luận là hội chứng tràn khí màng phổi, còn không thì cứ kết luận là tam chứng Gallia. Trong tràn dịch màng phổi thì nhớ một số nguyên nhân tràn dịch màng phổi dịch thấm và một số nguyên nhân là tràn dịch màng phổi dịch tiết. Ví dụ như là suy tim, sơ gan hoặc hội chứng thận hư thì phần lớn là dịch thấm, còn dịch tiết thì nó sẽ do viêm tụy hoặc là viêm màng phổi ha. Thì nguyên nhân cơ chế gây dịch thấm á, trong cái tràn dịch màng phổi thì nó có hai nguyên nhân, một là tăng áp lực thủy tĩnh và thứ hai là giảm áp lực keo. Thì trên bệnh nhân suy tim là tăng áp lực thủy tĩnh, trên bệnh nhân hội chứng thận hư thì là thường là do giảm áp lực keo, còn sơ gan là vừa tăng áp lực thủy tĩnh mà vừa giảm áp lực keo luôn. Đây, này là triệu chứng của tràn khí màng phổi hay là gọi là tam chứng Gallia ha, là rung thanh giảm, gõ vang và rì rào phế nang giảm hoặc mất. Cái hội chứng tiếp theo là hội chứng trung thất, thì mình thấy là cái này là thành phần của trung thất nè, tim là trung thất giữa, phía trên tim là trung thất trên, trước tim là trung thất trước và sau tim là trung thất sau. Khi mình bóc cái trái tim mình bỏ đi thì những thành phần còn lại là thành phần của trung thất. Ví dụ như cái này là thực quản nè,
này là động mạch nè, mạch chủ nè, này là tĩnh mạch đơn nè, rồi có những cái thần kinh. Vậy thì hội chứng trung thất có nghĩa là ví dụ như có cái khối nào đó ở phổi nó đè vào trong trung thất, rồi nó đè vào trúng cái thành phần nào thì biểu hiện lâm sàng là cái bệnh, cái triệu chứng đó. Ví dụ như là nó sẽ có triệu chứng của tiêu hóa, triệu chứng của hô hấp, thần kinh và triệu chứng của mạch máu ha. Cái bản này mấy bạn học ha, ví dụ như là thần kinh hoành thì nó sẽ gây nấc và khó thở. Ví dụ như nữa mình đi thi ta nói là một cái bệnh nhân vào viện vì có cái triệu chứng là nấc cục, khó thở, cái cử động lồng ngực không có đối xứng, thì bệnh nhân đó là được chẩn đoán là ung trung thất. Thì hỏi cái tổn thương thần kinh có thể gặp là tổn thương thần kinh gì. Tự nhiên ta cho mình thần kinh hoành, thần kinh quạt ngực trái, sao cảm cái vị mình nhớ nha, nó là thần kinh hoành. Còn thần kinh quạt ngực trái thì biểu hiện của nó thường là liệt chi thanh, sao cảm thì là hội chứng mọc nơ nha. Thì mấy bạn học cho chị là u trung thất trước thì sẽ gặp ở trong bệnh lý nào? Mình nhớ trung thất trước là cái phần mà trước tim và sau sinh ức. Cái vùng này nó chỉ có hai cái cơ quan thôi, một là tuyến ức, hai là tuyến giáp. Nên nó u trung thất trước thì thường là u tuyến giáp hoặc là u tuyến ức ha. U tuyến ức thì nó sẽ gây nên một cái bệnh lý mà nó sẽ gây khó thở, nhưng mà không phải là tổn thương do yếu tố kích thích hay là tổn thương do não là hay là chỗ ngay cái vùng hành não là do tổn, không phải tổn thương mà do các yếu tố kích thích hoặc là do cái trung tâm hô hấp. Vậy thì bệnh lý đó bệnh lý gì nãy không? Là bệnh gì mà ví dụ như người ta vào viện người ta có khó thở mà mình chụp mình khám rồi thấy cũng không có bất thường gì hết, không có nhiễm trùng hô hấp, không có gì hết, mình chụp phim mình làm máy xét nghiệm tất cả đều bình thường hết thì nó là có bệnh lý nhược cơ nha. Thì một trong những cái nguyên nhân nguyên tắc mà điều trị nhược cơ đó thì cái tuyến ức của mình á, mình càng lớn thì tuyến ức nó sẽ càng tan nhỏ, nhưng mà một số những bệnh nhân là càng lớn thì cái tuyến ức nó không có teo, và đó là nó sẽ tạo ra những cái kháng thể đó, nó sẽ tác dụng là nó hủy những cái acetylcholin và nó biểu hiện lâm sàng là nhược cơ. Vậy thì một trong những phương pháp điều trị nhược cơ mà người ta sẽ phẫu thuật cắt tuyến ức ha, nếu người ta thấy tuyến ức bệnh nhân đó lớn. Rồi u trung thất sao, thì trung thất sao nó chỉ có thần kinh thôi, do đó phần lớn u trung thất sao là u thần kinh mà biểu hiện của đau của cái vùng trung thất mà do u thần kinh hoặc là do cái bệnh lý phổi. Thì nó chỉ có hai kiểu đau, một đau thần kinh liên sườn, hai là đau theo thần kinh hoành. Đây, những thành phần còn lại mà gây tổn thương trung thất giữa thì nó sẽ gây những bệnh lý của trung thất giữa, ví dụ như là kén phế quản, lao phổi, ung hạch hoặc tim, cái đó là trung thất giữa. Thì mình nhớ u trung thất trước chỉ là u tuyến ức hoặc u tuyến giáp, u trung thất sau là u thần kinh, còn những phần còn lại là u trung thất giữa. Rồi thì cái bài hô hấp á, thì với bài triệu chứng hô hấp á là xong rồi đó, các bạn có hỏi gì không? Và nếu mấy bạn không có hỏi gì hết thì chị sẽ nhấn thử một cái câu hỏi ha, cho mấy bạn coi cho mấy bạn biết. Rồi ví dụ như câu này đi thì mình sẽ chọn cái gì? Mình chọn đáp án nào?
Rồi mình gọi được rồi, mình phân tích ha. Thứ nhất, màng khỏi tạng có cụ thể gây đau là sai ha. Tại vì cụ thể gây đau nó sẽ nằm ở là màng khỏi thành, có hai cái vùng tổn thương mà không có cụ thể gây đau. Một là màng khỏi thành, thứ hai là nhu mô phổi. Thứ hai, thận kích mao là do kiềm chuyển hóa là sai. Thận kích mao là tất cả những bệnh lý gây nhiễm khoang thì sẽ gây thận kích mao. Thứ ba, cụ thể ly tâm của cơ chế khó thở là thân não là sai. Cụ thể ly tâm của cơ chế khó thở, một là đường hô hấp, thứ hai là cơ hô hấp. Câu D, hội chứng hoặc nơi đồng tử bên tổn thương co nhỏ là đúng nha. Thì đó, câu D là câu đúng nhất nha. Rồi làm câu nữa thôi nha. Hội chứng tràn dịch màng phổi, hiện thứ nhất vỡ khoang là gặp trong tràn khí, thứ hai rung thanh tăng là trong hội chứng đông đặc, và thứ ba là rì rào phế, tất cả đều đúng là sai nha. Đó là rì rào phế nang là đúng đó. Mấy bạn làm thử câu này nữa. Này là chọn câu sai nha. Mình nhớ nha, kiểu thở Cheney Scott là kiểu thở mà xen kẽ giữa thở nhanh, thở chậm và ngưng thở. Thì chu kỳ của nó là khoảng 15 đến 60 giây nha. Thì nó sẽ gặp trong hôn mê, tăng hôn mê huyết hoặc quá liều một phim. Còn tiêu chảy thì thường nó sẽ gây là mất các siêu bay trừ, do đó nó sẽ gây nhiễm khoang. Thì vậy nó sẽ gặp trong kiểu thở tích mau nhiều hơn ha. Rồi ha. Mình học xong ha. Nếu mấy bạn mà có câu hỏi gì thì mấy bạn có thể tổng hợp lại cho bạn lớp trưởng gửi qua mail cho chị ha, rồi chị sẽ trả lời cho mấy bạn ha. Lúc đó chị sẽ gửi cái file mà nghe cho mấy bạn, cho bạn lớp trưởng, rồi mấy bạn lớp trưởng sẽ chuyển qua cho bạn ha.